ភាពប្រច័ណ្ឌនិងស្អប់ធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ហ៊ានធ្វើទារុណកម្មមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនរហូតដល់ស្លាប់ Krista Pike នៅក្នុងនោះគ្រីស្តាបានរៀនជំនាញគិលានុបដ្ឋាយិកាដូចជាម្ដាយរបស់នាងនៅពេលដែលគ្រីស្តាចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនោះនាងបានស្គាល់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាថដរ៉ស៊ីបដែលលោកបានកាន់សាសនាសាន់តាន់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គ្រីស្តានិងថដរ៉ពួកគេគឺបានស្រឡាញ់គ្នាជាខ្លាំងហើយក៏បាននាំគ្រីស្តាឲ្យចូលសាសនាសាន់តាន់និងស្គាល់មិត្តថ្មីម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាដូឡាភេធសិន ក្រីស្តាបានប្រើជីវិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាងធម្មតានិងមានភាពចុះសម្រុងជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ផ្សេងទៀតដោយឡែកអ្វីៗគឺបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលខូលីនស្លីមឺជានិស្សិតស្រីអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានគ្រីស្តាចោទប្រកាន់ថានាងចង់ដណ្ដើមថដរ៉ចេញពីខ្លួនប៉ុន្តែខូលីនវិញគឺនាងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុរសនោះទេហើយនាងតែងតែមានភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែគ្រីស្តាតែងតែបាននិយាយឌាមដាមនិងចំអកលកលើយទៅកាន់នាង
ban mặt đài rồi bỏ niêng ban prap thá niêng ban cho cách sanh ra rồi từ hơi nơi tháng ngày tì đập pì khai mặt cà rát cho năm mươi bom ban riệp cùng rốn sông Colin nạp chuốc nơi ưu chiên mũi các bài nụ đòi dục lệ thá đầm bầy sông tốt pì cùng họ đại khuôn thu lập phơi còn lòng mọc hai nơi khăn ông nụ phong đái Colin còn niêng mình miên càng song sai với lời đời nhiên cậu bàn dồn bỗng tới chụp khía nơi ủ chiên nụ. Vân tái Krista mình bàn tới mình này ai nụ tề. Cứ ôm chì mùi nâng thả đá rõ nâng xa đô la tới phòng đài. Nơi khăn ông dục nụ, nẹ tình buôn bàn đà tự đò plơ xa ngặt mũi nơi khăn ông ủ chiên. Hai cậu chìa bê về lìa đài rừng ạc rõ bàn cạt lòng tờ lời Colin phòng đài. Krista nâng thả đá rõ bàn vi tọt tờ lời Colin dàng thông thông ngô rồi hốt đò nhiên đua đọt đầy. Khăn ạ xa đô la niên mật bàn cho ruộng nụ tề, cư niên châu căn bớt mơ hạt ca tình nụ. Bần tọp mọc, Krista bàn dục bỏ đắp cắt lăng trên bì áo rộ bỏ niên, hỏi bàn cho tờ lỡ đàm trung rộ bỏ khăn lín, búa nâng đầy. Khăn lín bàn phí dìm rột đài bần tay rột mần ruột cư trở bì nẹ nụ, chạp dục mọc vệnh.
Krai mok Krista ko ban yok kambat han sach toich muoy yok mok chot no leu khluon robos Kalin ning hoich upakor kat lang te oy Thadarol dambei thvoe sakamapheap banto. Thadarol ban chot puoh robos Kalin chi romvong ning min rup pkai no leu dam trung teang dai Kalin neu min dangham no lai. Ở rồi dạp bê 45 nửa tiết gọi mọc, Colin trở bàn kê chốt lỡ khuôn chiêng bây rồi xin làm ai nọ. Nơi khăn ông nụ, Colin nơi tài miệt đang hàm nửa lời, hai niên có bàn phía dìm ông vô bụ kê ở đọt lên, nâng dọn nửa giá thác, niên nâng bắt đầu tờ ruột nơi rọt Florida. Vẫn tái, Krista mình bồm lại, đòi niên bàn nửa giá thác, Colin trở tài slap. Bên tập mốc, Krista ban dược đồng thơ mô từ việc đồng các bà Colin rồi hốt đó slap thêm tiền bóng bạch lô lì các bác, dược thơ chi phí nông vọng đó luôn. Hạ đồ chi miên mô tên áp hiếp trong buộc luôn anh chị khăn. Mình tại bên nọ, niên thêm tiền vô lô lì các bà môi trong này tốt, từ tam luôn tiệt phòng, đòi niên miên trong nứa tam sạch nà sàn tàn thà. Thơ bạch ní, Colin nâng mình ai chập chết bàn lời. Bên tập bị xung lập Colin ruột, bộ kê tặng bay nét ban tục xã sắp nơi khăn ông công bày đòi dục sợ chớ, cổ bì lờ. Krista nâng mật rộ bọn niêng ban đa chênh bì bày hơi ban nôm dốc ai đi cát nâng sẵn đáy prôn tàng ổ bà cô thua tì rô nạc cam tình lái đâm bày đà rô thông xông rám nơi khăn ông cà rà sáng đâm bày bỏ cháu rộ bọn tình nút bọn bật phò tàng. Hơi ban đa tớ bần tục xã nơi ai xa la vánh thua đô chì khmien với cát lăng ảnh chân. Nơi bê đài tự đọ bần tục liềm Krista mình bằng ông dù, niên bàn dục đồ lì các ba rộng bọc Colin bằng ốt đo mật rung mình tục rộng bọn niên. Đòi bà các đánh thác, niên bàn xâm lập Colin bàn xâm lạch hời. Đòi lái Kim đa chiều mật rung mình tục rộng bọc Krista, mình bàn kết vội nụ tệ đòi trâm tay kết thác, vì cứ chỉ ca lên xoay bần nọ. Tập thua ai niên mình bàn chạp bà rõm nâng bà đăng buồn lì hợp với lời. Bọn tài bà cổ lệ tổng mơ, Krista vânh niên hạ đô chìa miên phiếp sắp bài rỉ rìa giang khăn, hạ đô chìa tập nâng trời chân nọt ảnh chân, niên cư rộm lế nâng xoay cả ai bênh nâng tài mặt đồn. Xa sắp rộ bò Colin trời bàn kê rộ khớ nợ bật bẩn tọp, đòi nẹ thuở cá nợ ai sẽ có vị trí lại núp bàn tàm rộn nụ ai. Đồng bốn kê kịch thà, bàn đã chốn lơ xa sắp sắp bài tạp bẩn nọ, tại đò bị nật mên tên tập đơn thà, vì cư chìa xa sắp rộ bò mần nụ. Bộ tài sắp phiếp bị bạ mơ bệ. Nơi thay sốc tì đập bấy mong bạm bấy bật. Bộ lý này tì cổng nọ vết ban tự đo cần lại cắt hẹt. Hơi xạ sắp rồi bỏ khá lín bị bạ mơ chí khá lạng. Rục phiếp xạ sắp cư mình trợ bạn bằng hát nơi tì xa thị ra nạ lời. Tì bông phót kê có chạp chân song sai tàng bấy nẹ. Cả rồi dạ bế xăm sập rằm mùi máu này cả đầy khi tự cám ban cắt lạng. Chân song sai tì muối Krista Pack. Prong tàng nẹ tình bí tiết đài miên Thadarol nâng Sadola. Vẫn tại Krista ban bạc đi sạch cực bạp giang, hai bạp kê thác, niên mình đăng rương với nụ lời. Trong này ai Sadola vĩnh, cứ niên ban xa đập hiệp cực rương rác đại ban cắt lăng nụ khăn dục nụ tiếng ọ, có bộ tài niên mình phịp phải khá lạc. Bà tụ bây chi niên mình ban bảo bật cả đời. Vẫn tại niên ban chọc bẹp bón nụ khăn ông ca chô rung xâm lập mà nụ. Bộ lý ban xoay ngờ rộp hò tán tam xâm đấy được bỏ Sadola đại ban bạp. Thaym tèng rô khớn ID card xung lị bóng bẹt đại bụ kế bàn xí liệt nâng ổ bà có thơ tì rô nạc cảm. Bộ lý bàn nôm chôn xong xài tàng bây nẹ cho tàu khăn ông bấy đâm bây thơ sự cảm ập hiếp trạp tam hạt cát đại bàn cát lăng nơi dục nụ. Nơi khăn ông bần tốp rô bọt thơ đà rô nâng Krista, bộ lý bàn rô khớn công bì sàn tán. Nâng khớn bông này cho ân lô lì các bác rô bọt khá linh nơi các bài công bì nụ phong đài. Nơi tháng ngày tìm một phái bì, khai mịn nế trên năm 1946, Krista nâng thờ đó rõ trời tự lai cá cho bà can bị bọt khi tự cám cùng rợt tìm mùi, nâng khóc khất khí nế thờ khiệt. Tự lai cá ban xâm rạch đã tốt lời Krista, đòi bà hà chi vất, đòi chọ xài phương. Trong này ai thờ đó rõ, lúc trời chọc cốc ở mùi chi vất, nâng trong cái đời xa đô lá trời ban phạ bị nầy, nâng nơi cả không. Bộ tài niên cho bẹp bọn nơi khăn ông rừng cả đây khi tạc cam đi phóng đài. Bà tụ bày chi khuôn niên mình ban cho rùm xâm lập cả đời. Krista ban khai chi nẹ tốt bà hà chi vật không anh chinh kể nơi xã rọt Amerik khăn ông ai dụng mà